đang sắp cái thì anh bày phiền anh bày SW hay vậy ok vốn giờ này cứ chỉ sắp chơi bài PH bấm bày rồi đọc bấm bày SW và sắp ní mà giảm muốn đánh sọc tờ tờ dù đáy là mình bên ấy vốn và ok tờ lại với phát triển bón mà con buôn rồi sang sắp tờ là phát triển bón chẳng sắp ní cứ con là nhóm trang bằng hành bằng bồn tế và vậy để nhóm trong hai chia lại không bị tấu cứ đi không phồn và polarity tester không phồn ok bông phồn khi bảo về đôi bảo bài chứ phần đấy để khả năng cứ chia một xin xâm nhập check về polarity này sai phơi cái con này speaker chẳng hạn đấy và ông bố con ấy cứ bông pro này khang phai pad cột nhà nhóm tè hết nào phồn tập nhà nhóm tè mà mới mày đây và tập pro này chất khang như là ai nhóm phồn và một tay nên nó kêu tôi score một tôi score ok đi cái chip là tí tester hay nhóm đang vô vi mà test chuẩn subwoofer bông bồn JBL PH bằng bay rồi đặt bằng bay LF W này tại bà đồng bồn ok chạy lăng bánh sạp này vì mình làm lại mà bọn bộ đôi sang sắp tà lá cả lăng sẽ lên mà đôi và hai chim rồi sam sẽ mới đi bị nhầm lệch bà đồng bồn bần tay cho nó nặng mà ok vì mình một cách pram tất cả lăng một bọn pram rồi bắt bông bồn bông bồn ai cho tập hợp chứ mình đang bắt nó càng khỏi mười nàng cả bán mà bong vô mà pra chỉ mỗi đăng anh ấy ở bàn này này bộ professional active mỗi nào các bạn và cái anh này đập lên mỗi nhé và ok nhưng ô bộ co tay này cứ vì miền receiver và transmitter vốn nên dễ số dối một tay anh ấy mệt vài lấy nó còn mệt này và chân dương ai tay ban từ lực ai chọn o chân chọn đang thắt tay ai chọn o bao dương đặt chọn hai bảo vệ ở đáy ta vì trời bột đỏ còn khởi nhé và dân ta speaker đôi speaker mà dân ấy nên ta tha ta việc bằng vì mùi bột mùi đỏ mà vì bột bị đỏ đi vì trời ọt vì trời mùi bột đỏ mẹ ọt rồi có vì dân bỏ máu mùi bột mùi đỏ rồi chỉ một khả năng vì bột bị đỏ bằng trắng có việc khẹp dân ấy đăng đài bằng phòng và thì khẹp dân ấy vì bột bị đỏ mùi bột mùi đỏ trắng vốn nhưng dân ấy ta hay ban tiết dân ấy ta phải phép đôi chạy tôi chạy cái dân ta ban ta bàn lên ăn bàn lên phần cái gì và phần nắng trong cái đó mới tiết cái dân ta thì là system tàng mua tàng đồng phần system tàng mua biết ha nhưng bỏ bị cái chợ ló tàng mạch sơ nhưng chạy bị mạch sơ nhưng từ ta là lời speaker to là dân para para mạch bạc kia này và ông bà con đi việc sầm khăn chạm bệnh là pe bông bồn para sập tràn trộm bông bồn thì mùi thì pi là pe là bông bồn para sai tràn đầm nặng cao tràn tòng cái dân đặc hà thật là miền vía và bà sân dương pra pra thầm xa mặc hộp hai mặc hộp dương ai chạy đơn ban đầy ạch chậm mạch mà bị đọc có đến các bạn em vốn mà tế nơi bởi dương mình đọc có đến những số mà chứ ổ tiêu học sai bà dương sạp xam sập hộp như thời sai xam sập thật sai hay bà sân vì khóc bó là thi dương thời chạy sai hơi nhưng thời chạy signal thì chẳng vì dù chẳng tăng chẳng bà chẳng bà sân dương mình đọc có đi chạy mùi tao tam thông thì mùi đậm đỏ bà hay bà sân chia tập hết thông active chứ rất là sổ dân còn là chạy bật tông polarity này kháng khao tới cứ vì đằng đầu đầu face đặc luôn này một phần là cái là đầu face cứ đầu pi so này cái đây tên rồi face đặc đây chắc là một phần ok ta lại hiệp trong power tactic máu chắc người đặc biệt nâng cao té cứ dân bài quý bà sân dân bà sân dân sẽ lệch mà cái ông dọc pita sp lại ní cứ vì lưu speaker với được lại nhẹ chứ mới hai dân bạc mùi tiền của con mùi tiền để bao nhiêu nó dùng bị thảm mệnh mệnh nó cái dương phở mệnh viên này hàng lớn này được bài trăm máu còn cần bị lột này trăng này thì lột po bạch tón lại này còn po bạch tón lại bay bên tay bà sinh gì vì khóc ra thí lại này po bạch tón lấy chanh máu mệnh po bạch tón từ đây chanh máu po có hồn và ok chẳng nhau mặt thả ca phở cho mình speaker vị tế anh ấy nhầm còn chạy mưa ta vì sức đặt này với tay này tổng nhầm bao nhiêu tạm vậy đôi bà lần này gọi cho lo bao nhiêu bỏ tam nắng thảo ý speaker ông coi dưới nơi tầm nạ ca là lái nào vào nơi lụt lệch lệch bằng tay này mới tiết kia toàn là ca thì lụt ra tại xả lấy trên từ đó subwoofer bỏ trên subwoofer mà speaker bên này một tại vào vi sân tự nhiên đặt ok ba quả lím ok đấy lên lên ý mình lím output mùi tiền mì màu ấy ní ní ok ta ở những đại chóm ok chẳng mình tha sập bao dương đấy cứ dương thôi cả từ đây polarity ấy cứ việc rồi màu mốc việc bạn rồi từ khỏi thế
ហើយយើងចង់ដឹងតើវាសក្រិតឬក៏អត់នៅផ្នែកខាងក្រោយវិញបងប្អូននៅផ្នែកខាងក្រោយនៃសាប់គឺយើងមានបតុងប្រាធីអញ្ចឹងអាស្ទើភ្លើងនេះខ្ញុំដាក់នៅខាងមុខដដែលបបៃតងបងប្អូនតោះឥឡូវយើងមកចុចច្រាស់ប្រាធីនេះនេះប្រាធីចុចប៉ក់មកចុចភ្លឺភ្លើងមកណៃអូខេឥឡូវប្រាធីយើងភ្លឺភ្លើងហើយតោះឥឡូវយើងផ្លាច់ខាងមុខអូខេនេះអូនឃើញគេប៉ក់ក្រហមហ៎អឺអានេះគឺវាសំដៅទៅលើតម្លៃនៃការធ្វើការបោះហ្វ្រេកង់ចាំបើយើងថយមកទៀតមកវាមានកន្លែងខ្លះបៃតងកន្លែងខ្លះក្រហមដោយសារតែវាអត់នៅចំ face តែវាដកមើលទៅបងប្អូនតែគឺដាច់ខាតទៅដាក់វាជាប់ធុងចាអញ្ចឹងប្រវែងទៅខាងក្រោយដូរផ្លាធាខ្ញុំវិញគាត់ដកវិញមកគឺវាលោតមកភ្លើងបោះវិញហ្មងនេះអូនឃើញហ៎អូខេអញ្ចឹងអានេះគឺយើងត្រូវផ្លាធីឬក៏ invest តើឥឡូវយើងអនផ្លាធីវិញវាទៅជា out face នេះភ្លើងក្រហមឃើញទេអូខេយើងបោះស៊ីឡមក in variety invest តែយើងទទួលបានគឺ out face អូខេអញ្ចឹងឧបករណ៍នេះគឺសំខាន់មែនទែននៅពេលរំពន់ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកម្មវិធីធំធំឆាកធំធំសាប់ច្រើនគ្រប់គេយើងត្រូវការមានឧបករណ៍ជំនួយបាទជីតូទៅនៅពេលដែលសាប់បងប្អូនខុសប៉ូលារីធីឬក៏ខុសប៉ូលគ្នាធ្វើការហ្នឹងគឺវាបទៀងសលេងបងប្អូនវាទៀងសលេងនៅពេលដែលបងប្អូនឈរចិត្តសលេងញ័រខ្លាំងបាទធុងអង្គើតែដាក់ចេញដល់20ម៉ាត់គឺបាត់សលេងតែម្ដងនេះជាមូលហេតុបងប្អូនបាទអញ្ចឹងមុននឹងឆែកមុននឹងបងប្អូនត្រូវធ្វើការ tuning មុននឹងបងប្អូនត្រូវធ្វើការ set delay set អីហើយវិញយើងត្រូវធ្វើទី1គឺយើងឆែក signal យើងត្រូវហើយ check system យើងត្រូវហើយ check polarity ខែ polarity ត្រូវហើយទើបយើងធ្វើ tuning ទើបយើងធ្វើ measurement បងប្អូនបាទអូខេចាំបញ្ជាក់ឡើងវិញបាទសិនជា system បងប្អូនខុស polarity វាធ្វើសម្លេងចេញមកអត់មានកម្លាំងបាទនៅមុខញ័រធុងដែលចេញមកតិចអត់មានសម្លេង system បងប្អូនធ្វើការលំអៀងតឹងមកនិយាយស្រួលយល់ទៅ amplifier ខ្លាំងខ្លាំងតែមានសម្លេងចេញអូខេឧបករណ៍នេះតម្លៃវា100ជាងទេបងប្អូនបាទ100ជាងទេបញ្ជាក់អានេះខ្ញុំអត់មានលក់ទេបាទតែបងប្រុសគាត់នៅខាងប៉ោយប៉ែតគាត់ផ្សាយឲ្យតេសលេងអញ្ចឹងបងប្អូនបាទជិះគុណភាពវាមិនដែរទូយកបានអត់អញ្ចឹងណាអូខេបងប្អូនចាំខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនតម្រូវការចង់បានវាអាចខមមិនជាលេខទូរស័ព្ទមកឬក៏ឆាតចុះ page ខ្ញុំក៏បានដែរខ្ញុំនឹងឲ្យបងប្អូនតាក់ទងទៅគាត់ direct បងប្អូនអូខេអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺមានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនអរគុណច្រើនបងប្អូនបាយបាយ